Hôm nay mình sẽ lại tiếp tục đến với đó chính là một đêm đấu đỉnh cao của mình các bạn ạ. Và con tướng hôm nay mình sẽ chơi đó chính là Richter nha. Hiện tại nick này đang là nick 98 Việt Nam thứ Richter các bạn ơi. Và số điểm lực chiến của vị tướng này đang là 6.287 điểm. Tới top 3 Thanh Hóa, top 19 miền Trung, top 29 miền Trung và ở top Việt Nam thì vẫn chưa có top các bạn ạ. Và đâu, nói đúng hơn là đang ở top thứ 98 ấy. Và để mà mình đạt được ở trên top 50 hay còn gọi là top 50 server Việt Nam ấy thì mình chỉ mình phải còn tận 764 điểm thì mình sẽ lọt vào top 50 nha các bạn. Hai các bạn. Rồi, và chào mừng các bạn đã lại tiếp tục đến với channel mình. Và mình là Vũ các bạn ơi. Được rồi, ok. Thế nên là các bạn biết gì được gì rồi đấy. Thì đó chính là tối hôm nay mình sẽ leo cái đấu đỉnh cao cùng với vị tướng này để liệu rằng mình có đạt được 764 điểm, nói thẳng ra là đạt được đủ 700 điểm để lọt vào top 50 hay không, hay là mình sẽ phá cái nick này và rớt xuống từ top 98 xuống tận top 100 mấy. Đó, thì bây giờ các bạn sẽ cùng đến với đó chính là một đêm đấu đỉnh cao của mình cùng với Richter top cục tím của mình nhé. Được rồi, và đến ngay cùng đến với trận đấu đầu tiên với cái con Richter này luôn. Thì cái điểm của con Richter này mình quên mất là đang điểm rất khá là thấp. Thế nên là mình sẽ trận đấu ngay đầu tiên này mình sẽ chơi lên thử full down cho các bạn xem nhé. Không, nói thật ra là mình sẽ cầm phù hiệu ma chú chứ không phải là phù hiệu du hiệp mà các bạn hay xài. Ở trận này mình gặp bên team mình thì cũng không có top gì nha. Rồi, thì với chất tướng Richter thì các bạn biết rồi, đầu game thì chúng ta sẽ di chuyển nhiều. Khi mà chúng ta di chuyển xong thì chúng ta sẽ xuống núi, đi về núi nha. Để đến như pha này thì mình đã làm được một pha chiêu một hất tung tóc biến, nói chung đủ loại combo nên đã giết được SP bên team bạn và gỡ lại được một mạng nhá. Đương nhiên là giết Richter xong thì một lúc sau thì mình quay trở lại mình lại tiếp tục ganh thêm một phát nữa. Do nhờ có lửng pha này thì tụi mình đang được thêm một mạng nữa nha các bạn. Bởi vì là một pha lộn khá là lỗi đến từ vị trí của bạn, đó chính là Violet này. Một pha ganh rất là kinh khủng đến từ vị trí của team mình, có tận 4 người các bạn ơi. Thì làm sao có thể đỡ được đây. Và đương nhiên sẽ tiếp tục lại là một gần ganh nữa thôi. Đúng không? Khi mà Violet lộn auto lỗi các bạn ạ, từ nãy giờ mỗi lần đấy Violet lộn không tầm nhìn mà Grack thì còn không dám đứng lên trên cao để mà lấy tầm nhìn cho AD nó là xong rồi. Cứ một combo là đi nha. Một combo là có mạng các bạn ạ. Một combo là đi, không cần phải chân trời đâu. Nhưng mà một lúc sau ở ngay pha này mình tính ấy là mình về rồi, nhưng mà không hiểu sao Slim bên team mình rất là hổ báo, thì ra là có Jena các bạn ơi. Nhưng mà sau khi mà Slim chết ấy thì pha này mình không về, mình quyết định là mình đứng ở trong bụi mình rình nhá. Thì sau khi mà mình đứng rình rất là lâu thì cuối cùng là Violet cũng đã xuất hiện đấy, với cả thêm Grack nữa. Thì ở ngay pha này thì mình cũng phát hiện là Jan bên team mình vừa farm xong hết ba cái bãi quái rừng rồi. Thì đương nhiên thì mình sẽ mở combat trước để cho Jan vào combo được các bạn ơi. Đó, mình quyết định mình vào mở combat này. Nhưng mà do là Grack là một pha cover rất là đẹp, có cả tóc biến khiêu khích, nhưng mà khá là đen là cover vẫn không nổi, Violet vẫn phải nằm xuống nha. Cố gắng đép cái trụ này thì mình thấy no hop rồi. Thì ra là có Yata các bạn ơi. Nhưng mà bạn ấy quên mất rằng là team mình vẫn đang rất là khỏe nhá, không thể nào mà ăn được. Đấy, giết được mỗi cả Jan thôi, nhưng không sao cả, team mình vẫn lo được. Giờ mình mới để ý bên kia Jina đi rừng nhá, mình cứ tưởng nãy giờ Yuka đi rừng cơ. Rồi, đường. Cứ tưởng là trận này team mình đánh hơn kèo team bạn ấy, nhưng mà chỉ đường dưới thôi, chứ thực chất là ở đường mid với lại đường top ấy cũng đang khá rất là thọt nhá. Điển hình chứ các bạn có thể thấy là ở những cái pha bây giờ ấy đấy, team mình bị phá trụ trên này, xong rồi mạng hạ gục ấy cũng ít hơn team bạn rất là nhiều, bởi vì là đường top đang bị thọt nhiều lắm các bạn ơi. Và Jena bên kia cực kỳ xanh nhá. Nhưng sao, ít nhất là mình và Slim cũng đang có một phong thái rất là khá là ổn. Vậy nên là cái này chỉ là bị bắt lẻ với đồ ấy. Nếu như mà có bắt giao tranh 5 năm ấy thì vẫn chưa biết ai thắng ai thua các bạn ạ. Đấy, điển hình như pha này chẳng hạn. Mặc dù Jena với lại Yuka cố gắng bắt lẻ mình với Slim ấy, nhưng quên mất là lúc này là mình với Slim rất là mạnh rồi. Và nên bắt ở pha này cũng khá là đen nha. Trời, thế bạn căng chưa? Thế bạn tính bắt mình pha này này. Ô, hào hoán thật đấy, nhưng mà mình trâu lắm. Trời ơi, không? Mình lướt chiêm một hụt rồi các bạn ơi. Chắc mình chết rồi. Mình lướt chiêm một hụt nha. Ui, đao ra ta to đấy. Nhưng mà hình như làm được mà đúng không? Floor mình tới này, team mình vừa đấy 4v5 mà. Đấy, có floor nữa là thấy chưa? Combat kiểu gì team mình cũng lời hơn mà. Đứng đây chờ nhá, mình sẽ đứng đây mình chờ các bạn. Nó mà vô vắt là mình chơi luôn. Mình khỏe mà. Đó, nó mà vào là mình chơi thôi. Đúng rồi, lên đi bạn, mình cover cho thoải mái. Ai, rồi nó chết rồi, không sao cả, nó chết rồi. Ủa, tóc biến à. Ủa, báo thế. Trời, bạn Yuka này hơi chiến.
Nhưng mà chỉ ấn nhầm người đấy bạn ơi. Trời, tính ra pha này đâu cần Slim đâu. Mình vừa nãy mình cùng với Gian đúng không? Rồi mình chết rồi. Mình không chặn được chiêu cuối các bạn ạ, mình không để ý cái chiêu cuối ấy. Ui, vào ledge rồi bắn đâu ấy. Ảo chưa? Ê, để càng về ledge là càng thua ấy nhá. Chứ mình thấy vào ledge vừa nãy bắn khá là đau rồi đấy. Nhưng mà không sao này, mình bắt thằng vào ledge được các bạn ạ. Vừa nãy tại không bắt được vào ledge thôi. Giờ bắt được thằng AD, không cho AD nó bắn được. Đấy, thấy chưa? AD nó chết rồi đấy. Hết sóng. Giết luôn Jaina với Grax này các bạn. Nhờ này. Đẩy này. Không sao, không sao, để tôi. Nó không chạy về đâu, bạn yên tâm. Rồi, win rồi, win rồi các bạn ạ, win chắc rồi. Ok, sau hơn 17 phút cuối cùng cũng win rồi các bạn ạ, căng phết ấy. Do một phần là vừa nãy ở đường mid với lại đường top tay mình khá là thọt đấy, thế nên nó mới kẹo thế này ấy. Chứ nếu mà như mà hai đường trên cũng ngon là tụi mình đã win từ sớm rồi. Ok, và cũng may là cũng rất là khả quan thì trận đấu này mà là mình được cộng tận 113 điểm nha, chứ không như cái con na nào đó mà mình chơi rất là ít điểm luôn đấy. Được rồi, và cùng đến với trận đấu thứ hai. Thì trận này thì mình gặp team mình có tận hai bạn ở con tung luôn, đó chính là Drax và Florentino các bạn ạ. Nhưng mà chỉ là cùng tỉnh thôi nha, chỉ có mỗi Butterfly là có cùng miền thôi, còn mình thì top Việt Nam thì mình không nói các bạn ạ. Bên kia thì cũng có một ông, đó chính là Châu Grna. Bạn Châu Grna bên kia là có tận là top 45 xe vừa Việt Nam luôn nha các bạn, cũng khá là gắt đấy. Ok, đương nhiên thì ở đầu game thì mặc dù là tụi mình bị ép vế, nhưng mà không hiểu sao là sau khi Butter có được hai nô tải thì mình công nhận đam Butter to thật các bạn ơi. Đấy thì đương nhiên là team mình cũng khá là bất ngờ cái lượng đam của Butter ấy. Đấy, thế nên là pha combat này tụi mình đã lời, nhưng mà khá là đen ở ngay pha này. Mình đã xài chiêu một hất tóc biến nhưng mà không tới tầm, với nên cái giá phải trả là mình không cứu được Butter. Đã thế một lúc sau ấy, mình cũng quay trở lại mình hỗ trợ cho Drax này, nhưng mà mình cũng chết ở ngay pha này luôn, sau khi bị Nata bị Nagrod cào nha các bạn. Thế nên ở ngay pha này là tụi mình lỗ nha, rất là lỗ đấy, 2-1 là lỗ các bạn đây. Nhiều không sao, mặc dù là bị lỗi nhưng mà mình phải công nhận là chất tướng Butter khỏe thật, nhảy phát nào là ăn phát đấy nhá. Nhưng mà cái tôi mình phải công nhận là cái tôi của bạn Butter này khá là lớn khi mà lướt lên tính nhảy tiếp ở pha cân ba đấy, thế nên cái giá phải trả gì mình lại tiếp tục chết sau bạn Butter này nhá. Nói chung là hai pha rất là fail lắm rồi đó, nhưng mà không sao, mình mạnh mình có quyền mà đúng không, mình mạnh mình có quyền thì mình cứ lên mình chơi thôi, đâu có gì phải sợ đâu. Gỡ lại hai mạng này đúng không, đấy mình sẽ gỡ lại hai cái mạng này nhá. Rồi ok, ăn luôn double kill cho mình, không sao, Richter vẫn có đam nên ăn mạng cũng không sao cả. Đấy, sau khi mà ăn được hai mạng đấy, tụi mình lấy được cái trụ trên rồi, nên là mình quyết định lấy trụ xong thì mình sẽ đi xuống núi nhá. Đấy, lúc này mình cũng phát hiện là tên bạn ăn con blue ấy, mình mở combat, mình mở lên mình chơi luôn các bạn ơi. Con Richter này nó mở giao tranh tốt lắm, mình cũng thấy tên mình cũng đang lao lên rồi đấy, nhưng mà tên mình lên khá là chậm, thế nên là mình cũng đã chết ở ngay pha này. Nhưng không sao, bởi vì là mình cũng đã dồn hết tên bạn dồn hết tài nguyên vào người mình rồi. Và cái giá phải trả gì, tên bạn hết chiêu không còn gì để đánh cả, chỉ cần một mình Butterfly với lại Floor đã đủ cần 4 thằng tên bạn rồi, các bạn hiểu cỡ nào rồi đó. 4 người nha, nên nhớ nha. Vì là một chất tướng tốt nên là chỉ cần tên mình ấy đứng chờ là sẽ chơi được thôi. Cứ chờ mình nhảy vô combat trước là Butter sẽ được free gõ liên tục các bạn ạ. Nói chung hồn tin liên tục á, không có gì phải lo nhá. Đấy, nhưng mà khá là đen ở ngay pha này. Butter đã làm một pha nhảy rất là đẹp, mình cũng hỗ trợ cho Butter, mình nhiễm nhiễm các thứ, mình cũng lao lên. Nhưng mà ai có dè một lúc sau ấy thì mình lỡ chọc một pha chọc chết Nagarot. Thế nên là bạn ấy đã mất cái mega kill nha các bạn. Thực chất là mình không phải cướp đâu mà là mình tính hỗ trợ ấy, nhưng đâu nghĩ là mình KS đâu. Thế nên là thôi, xin lỗi, nói chung mình sẽ viết đơn xin lỗi Butter các bạn ạ. Nhưng mà cứ nghĩ là pha đấy là win luôn nhưng không nha. Pha đấy tên bạn hồi sinh nhanh quá nên là tụi mình cũng không win được các bạn ơi. Nhưng mà chắc chắn rồi, kiểu gì là win chỉ là vấn đề về thời gian thôi. Bởi vì bây giờ điển hình như pha này chẳng hạn, chỉ cần một mình đi rắc với Floor thôi, đã cần 4 người tên bạn rồi. Thì các bạn thử nghĩ đi, nếu như mà tên mình có đủ 5 đội hình ấy, thì mình nghĩ là chắc là tên bạn chắc khó ăn được một người bên tên mình ấy. Phải nói là thế luôn đấy, bởi vì tên bạn đâu thể ăn nổi tên mình đâu. Đó, và chỉ với 14 phút thì lúc này là tụi mình đã win luôn rồi nhá, đỡ phải tốn thêm thời gian các bạn ạ. Và well, sau như niềm vui của mình, trận đấu này mình lại tiếp tục được cộng thêm 100 điểm nha. Nếu như mà mình cộng được 100 này liên tục thì mình chỉ cần chơi tầm 7 trận thôi. Nếu mà 7 trận win liên tiếp ấy mà được cộng 100 thì mình sẽ lọt được top 50 nha các bạn. Được rồi, và tiếp tục chuyển sang trận đấu thứ 3. Thì trận đấu thứ 3 này mình cũng gặp team mình có nhiều ông cũng có top, nhiều như toàn là top tỉnh thôi các bạn ơi. Nhưng không sao, mình vẫn có thể chơi được. Rồi, và ngay đầu game thì đương nhiên mình đã có được một pha chiến cũng đầu. Nhờ pha hất tung của mình với lại pha sút của Rat nên là đã ăn được mạng của Roy nhá. Đấy, và lợi thế cũng khá là lời khi mà Rioma cũng ăn được cả Floor cơ. Đấy, và đương nhiên rồi,
Bây giờ tầm này chất tướng của team mình cũng rất là khỏe, mặc dù là Violet với lại Rui cũng bắt mình đây, nhưng mà hình như quên mất là Rat ở đằng sau và cái giá phải trả gì. Đó chính là cả mạng của Rui với lại cả mạng của Violet đều chết nha các bạn. Bạn nói chung bạn Rui này mình chơi hơi dở nha. Trời luôn này. Bắn này, nhưng mà sao mà tính ra là mình ngồi mình combo nãy giờ không thấy Slim đâu nha. Trời đen chưa. Từ nhá, hất tung được ấy. Một thằng này, hai thằng này. Ok. Hai. Rồi thôi, tầm này là Len mình là hủy diệt team bạn rồi đấy, thật. Len là hủy diệt rồi các bạn ơi. Đấm luôn. Ui, trời bị đẩy kìa. Quả đấy mình trồng một phát là mình ăn được thằng Nagros rồi ấy. Ghê hả? Ghê đó, tóc biến luôn ghê đó. Thôi xong rồi. Ui. Trời, tóc biến thì mình chịu ấy. Thôi, pha này mình Rioma chết rồi. Đây bạn đông quá. Ôi, nhanh nhờ. Ui, tên bạn lên cũng nhanh chứ. Vừa giết floor xong tên bạn cũng kéo 3-4 người lên đây chơi rồi đấy. Ui, căng nha. Ê, đúng là đỉnh cao có phát có khác các bạn ạ. Đúng là không thể nào mà chúng ta chủ quan được. Nhưng mà tên bạn hơi đen là có gian tới rồi. Rồi chết thằng Iggy rồi đấy. Đảm bảo luôn. Rồi chạy. Mình tính chờ nội tại để mình hồi chiêu mình lướt nó thêm một phát nữa ấy. Nhưng mà anh ta tốc biến chạy nhanh quá. Rồi ok, mình vẫn giết được các bạn ơi. Rồi Na chết luôn. Ôi không chết. Đen chưa. Ghê à. Nãy giờ toàn gặp Violet nhờ. Ê, nghe nói tên bạn, nghe nói tên bạn muốn chơi. Giết nó luôn bạn. Ai, đòi chơi với chúng tôi. Ôi. Uầy, mình không để ý Nagros các bạn ạ. Không sao. Rồi và cũng đến ngay với pha combat cuối cùng. Lúc này tên bạn cố gắng vào cướp con Shiza các bạn ạ. Nhưng khá là đen nha. Bởi vì là mình đã đứng ở đây rồi. Và cái giá phải trả gì. Đó chính là Roi chết, Iggy chết, và tùm lum tùm lương người Violet cũng chết. Xong rồi Nakaros cũng đi luôn. Không thể nào làm được gì nha. Mặc dù có trụ đấy, nhưng mà bây giờ cái trụ này cũng chỉ là để cho trưng cho vui thôi. Và chắc chắn rồi, còn mỗi Nakaros thì không thể nào làm được gì ở ngay pha này các bạn ạ. Bốc hơi chỉ chưa tầm một giây, chưa đầy một giây bốc hơi nha. Và trận đấu này mình lại tiếp tục win nha các bạn. Đó, và mình đã có được chuỗi win 3 liên tiếp và chưa thua một trận nào nhá. Nhưng mà khá là đen là trận đấu này mình không được cộng nhiều. Trận này mình chỉ cộng được 25 điểm và mình cũng rất là thắc mắc ở trận đấu này. Nói chung là mình không biết tại sao cộng 25 điểm nha. Chắc là tại là cái nick này chưa đủ mát đánh rank hoặc là bị gì đấy nên là mình mới cộng 25. Nhưng không sao, chúng ta sẽ cùng chuyển sang trận đấu thứ tư đi. Đó thì trận đấu thứ tư này thì mình gặp mỗi bên team mình có đó chính là cục miền, đó chính là Iraq thôi, chứ không có ai có cục top nha. Lượt này. Ui, mình chọc hụt rồi. Vãi à, mình chọc hụt phát thứ hai kìa. Của AD đó. Ui. Ui, AD chưa lên tới các bạn ạ. Mình đánh hơi nhanh ấy. AD team mình lên hơi chậm các bạn ơi. Không, nói chung là chưa tới cho phải lên chậm. Trời ơi, ghê à. Căng vậy bro. Giết được vài mạng không xong rồi hổ báo phết. Thì đến với một lúc sau các bạn ạ. Sau hồi kể từ pha mà bạn vừa lo này múa thì mình thấy là cái trận này cũng có điểm rồi. Từ nãy giờ mình thắc mắc là tại sao là không chỉ mỗi lane mình nát, kể cả lane mid lẫn lane top đều nát. Thì đây các bạn cùng xem này, là team bạn ấy lane nào lane đấy đánh cũng kinh các bạn ơi. Và chỉ với tầm 7 phút thôi thì tụi mình đã bị chết tận 14-15 mạng luôn. Và không thể nào mà làm được gì cả. Thế nên là mặc dù là mình cố gắng mình đánh ấy, mình cố gắng mình bắt AD xong các thứ ấy, nhưng mà team mình không thể nào làm được gì. Bởi vì là con Richter này là con chất tướng sẽ di chuyển một combat cho team ấy, mà mỗi lần mà mình di chuyển mình đi hỗ trợ ấy thì AD sẽ bị quy lên mắt. Mà các bạn biết con chất tướng của Terry rồi, chất tướng của Terry thì hầu như là nó không có cái chiêu gì để chạy cả, chỉ cần quy lên mà tàn hình một phát ấy là coi như không làm được gì luôn. Đó, vậy nên mặc dù là các bạn thấy không, từ nãy giờ mình mở combat, mình cố gắng mình hỗ trợ cho team ấy, nhưng mà toàn combat thua thôi. Ăn được vài mạng nhưng mà cũng chết, cũng bị đội lại khá là nhiều nha. Được rồi, và sau hơn gần tới 15 phút thì cố gắng các thứ. Thì ở ngay pha này, team mình cũng đã cố gắng hết sức sau khi mà mình cố gắng mình bắt vô vào led các bạn ơi. Nhưng mà mình cũng không thể nào làm được gì cả bởi vì floor bên kia múa rất là kinh chưa. Thật, floor bên kia múa khét thì không đùa được. Đấy. Và sau hơn combat thì tụi mình cũng chỉ giết được mấy mạng floor thôi. Và đương nhiên, sang trận đấu thứ tư thì cuối cùng trận đấu này mình cũng đã để thua nha các bạn. Nói chung là team bạn đánh hay thì cũng chịu thôi.
Và trận đấu này mình cũng trừ rất là ít, cũng may nha. Vừa nãy cộng 25 thì trận này mình cũng chỉ trừ 21 điểm, nên là cũng gọi là rất là may đó. Và cùng tiếp tục chuyển sang trận đấu thứ 5, thì trận này mình gặp team mình là có mỗi hai ông cùng top, đó chính là Laurier và Triệu Vân. Nhưng mà các bạn cùng để ý, bạn Violet bên team mình với lại bạn Rioma bậc C thì hiểu rồi. Còn Violet ấy, đúng kiểu như là Violet bên người ta và Violet bên mình. Thì mình phải công nhận là trận đấu này, đây thì các bạn cùng xem trận đấu này. Thì ở ngay đầu game ấy, mình đã hỗ trợ cho Laurier, nhưng mà bởi vì pha này mình đang lướt lướt mình không để ý ấy, thì bạn Manlock đã tóc biến lên và giết được mình nha. Nhưng không sao, 1-1 coi như là mình chết thì cũng để cho mid với rừng bên team mình ăn mạng. Nhưng mà ai có dè, đây các bạn cùng xem nhá. Mặc dù là đầu game ấy mình cũng đã hỗ trợ, mình mở lên, mình cho AD ăn ấy, thì nhờ Violet bắn mình được pha này thì các bạn nghĩ là Violet trận này chơi hay đúng không? Nhưng không các bạn ơi, các bạn đừng nghĩ là chỉ mỗi pha này ấy là hỗ trợ cho mình là ăn được theo nát, như không. Kể từ pha đấy sau ấy là bạn ấy fit cực kỳ nhiều. Nhưng mà tại sao là mình chê? Bởi vì là tí nữa các bạn cùng chờ đón, cùng xem tại sao nhá. Không chỉ mỗi mình chê mà là cả team mình nói rồi đấy. Nhưng mà không chỉ mỗi lane mình mà là Rioma. Không, nhưng mà cũng không trách Rioma được các bạn ạ. Bởi vì là Rioma bị gank rất là nhiều nha. Chứ thực chất là kèo Rioma với lại kèo Hùng Không ấy thì mình thấy là bạn này đánh vẫn ngang ngang. Nhưng mà do là bởi vì Bijan ấy là một vị chất tướng, các bạn biết rồi, ulti nó khỏe ấy, nên là gank rất là nhiều, nên rất là phế. Nhưng mà các bạn cùng xem này, chỉ mới tầm 6 phút thì bạn AD team mình đã fit tận 0-7. Thì bởi vì là mình cũng không biết lý do tại sao luôn, cứ ra là chết các bạn ạ. Và chỉ với 9 phút thôi thì tụi mình đã bị nát tận cái trụ siêu cấp rồi. Các bạn thấy không, nát tận tới trận trụ 3 rồi. Thì bây giờ chơi cái gì đây, thì mình cố gắng mình chơi đấy, cố gắng gỡ đấy. Nhưng mà càng đánh bao nhiêu thì AD phải nói công nhận là mình không biết phải nói sao để như pha này á. Bây giờ fit cho AD, fit cho Ngộ Không xanh quá rồi các bạn. Một mình anh ta gót tận 3 người bên team mình thì mình thấy là bắt đầu thôi, cái trận này cũng xong rồi. Và mình đoán là không thể nào mà gỡ được gì đâu. Một mình cũng không gõ 3 người thì chơi gì nữa các bạn. Đấy, bây giờ Ngộ Không còn đúng, bây giờ Ngộ Không còn đứng yên, còn nhây nhây team mình, còn chơi cờ đấy các bạn thấy không. Đã thế còn pick Triệu Vân rất là tù nhá. Đánh đỉnh cao mà pick Triệu Vân nữa thì mình cũng thấy no hop rồi. Thấy không, bây giờ có đâu làm được gì đâu. Giờ mình nói thẳng ra là mình gỡ được mạng nào hay là mạng đấy, hoặc là mình làm highlight cho bạn xem ở trận đấu này thôi. Chứ bây giờ nói mà trận này thắng thì no hop. Đấy, để đến như pha này các bạn cùng xem này. Một mình Ngộ Không gõ 3 người team mình nhá. Đấy, mà mình không biết ai nuôi cho xanh luôn. Mình không biết ai là người nuôi xanh mà người fit nhiều nhất là bên AD bên team mình ấy. Chứ Laurier đồ thì mình thấy chẳng fit bao nhiêu, team mình chẳng fit bao nhiêu đâu. Đánh thường cái này, đánh này, đánh này, chiêu 2 là thôi, chịu. Chịu á. Đây, sau hơn 13-15 phút đánh lòng vòng với team bạn thì cuối cùng cũng thua các bạn ạ. Và các bạn cùng xem này. Lần đầu tiên mình chơi đỉnh cao, và lần đầu tiên mình gặp một bạn Violet ở trên đỉnh có một cây DL 0134. Thề đúng là Violet nhà người ta với Violet nhà mình các bạn ơi. Và trận đấu này các bạn biết gì không, mình trừ cực kỳ nhiều luôn. Trận này mình trừ tận 70 điểm. Trừ 70 điểm cũng là một cái rất là vãi nồi đâu đó đấy. Bởi vì là chơi cũng cộng được bao nhiêu đâu, mà trừ tận 70 là cũng tiếc ấy. Thề. Rồi, và tiếp tục chuyển sang với trận đấu kế tiếp sau khi mà mình bị thua tận 2 trận liên tiếp đó. Nhưng mà cái trận kia thì thua cũng khá là cay ấy. Thì trận đấu này mình đang gặp bên team mình có 4 ông 3 ông cục top nha. Và AD là Phoenix các bạn ơi. Và các bạn nên biết là hầu như là ở rank cao, không, nó thẳng ra là ở nơi rank luôn, với lại đánh nơi đỉnh ấy. Thì AD mà mình thấy là ông AD nào mà pick AD là Phoenix ấy thì chơi auto phế. Mình chưa bao giờ gặp một ông nào mà chơi Phoenix mà đánh AD mà xanh ấy các bạn ạ. Nhưng mà khá là hên là ở trận đấu này ấy, là mình gặp ông Phoenix này cũng là one champ. Thế nên là mình thấy chơi rất là tự tin và chơi cực kỳ hay luôn nha. Để đến như pha này, pha này mặc dù là hình như AD bên team bạn Van Heo giả vừa AFK các bạn ơi. Thế nên đã giết được mạng của Phoenix nha. Rồi giờ mình đứng chờ thôi. Đó, mình chờ pha này này. Đấy, đây là cái thứ mình chờ các bạn, mình chờ pha này đấy. Đứng chờ tiếp nha. Đó, đó. Nhưng mà AD, ủa bạn tu len kỳ thế, tu len nhát vậy. Rồi hết lướt rồi này, tu len hết lướt rồi các bạn ơi. Trời ơi, không thấy tầm, thôi đi rồi. Một pha hơi báo đi từ vị trí của Vũ. Không, mà mình lướt chưa một không tới tầm các bạn ơi. Mình sẽ đứng đây mình chờ nhá. Lướt lên luôn này. Vãi nổi, Van Heo choáng. Ê, nhưng mà ăn được mạng này. Van Heo choáng mình nên là mình không lướt được ấy. Không sao, không trúng thì để mình phụ cho. Đấy. Ủa thằng Yuka làm gì đấy?
Ê, giết đốt hai thằng này không đâu, trụ nó sắp nát rồi này. Ê, được ấy, được 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 các bạn ơi, được các bạn ơi. Tem mình nguyên cả tem ở đây mà, rồi quét sạch luôn rồi. Ok, rồi win rồi. Mình đoán win phải tới 90% rồi đó. Nó thấy mình chưa ta? Chắc thấy rồi ha. Chắc thấy rồi đó. Chắc thấy rồi đó. Thế mình chặn chiêu hết rồi. Ôi, vai mình từ Amelie về chứ. Ô, không chí mạng đen. Một pha sút không chí mạng. Trời ơi, chắc cay lắm luôn đó. Uầy chiến vậy. Uầy ghê nhở. Ôi 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 vãi ạ. Ui nó choáng mình lên tuấn kìa. Nó choáng mà mình xài chiêu không được luôn. Ảo thật. Rồi, và sau hơn 13 phút thì ở ngay pha có mắt cuối cùng này, lúc này là tụi mình quyết định lao lên để win cho các bạn. Thả con Shiya xong là tụi mình quyết định win được ngay pha này luôn. Bởi vì là Nata bây giờ cũng đang nằm ở bảng điểm số rồi. Còn 6 giây nữa. Đấy, bởi vì bây giờ tên bạn hết đam rồi. À đâu, còn đam nhưng mà không có ai tanh để mà mở giao tranh ấy. Thế nên không thể nào làm được gì. Đấy, vậy nên là trận đấu này tụi mình đã win nha. Và well, trận này hình như là do là mình thua nhiều quá. Vậy nên là mình không thể nào được cộng điểm nhiều nữa. Trận này mình chỉ cộng được 86 điểm các bạn ạ. Cũng không nhiều, cũng không ít nha. Nói chung là tầm trung đấy. Tiếp tục chuyển sang trận đấu kế tiếp. Trận này mình lại gặp bạn Vedet. Nhưng mà không phải là Vedet trận vừa nãy nha. Vedet này là Vedet có tận cục tím. Cũng là top 90, cũng ngang ngang mình á. Từ từ mình canh nhá. Mình canh vào led lộ lên một phát nữa là mình sẽ tóc biến lên. Mình giết anh ta luôn nha. Đó, mình vừa bảo xong đây này, đây này. Đó. Đó, rồi chết rồi đó, có du hiệp mà. Ok chưa? Mình bảo đấy mà. Ê, nhưng mà, ủa? Từ từ nha, Vedet tới này. Vedet tới mình, ôi thôi xong rồi. Ồ, may quá hết chiêu. Ai, cục tím phải thế chứ. Đứng chờ nhá. Tem bạn mà lòi ra là mình, đây này. Tem bạn lòi ra là mình hất tung luôn các bạn ơi. Chơi luôn, chơi luôn, chơi luôn, chơi luôn. Pha này chơi được, pha này chơi được. Hất tung luôn này, ok chưa? Mà từ nãy giờ mình toàn đi SP nhá. Giờ mình mới để ý ấy, không được đi top. Ơ à! Vai ơ à! Mình tưởng vừa nãy anh ta ulti vào thằng mid mình rồi. Trời ơi. Đứng chờ nha, đứng chờ nha. Chờ đợi lại hạnh phúc các bạn ạ. Chờ đợi lại hạnh phúc nha. Để xem coi nó lòi ra không. Ở đâu ấy nhở, AD đâu rồi ta? AD đây. Đi. Rồi tóc biến cũng thế thôi bạn. Tóc biến cũng thế thôi, mình bảo được mà. Rồi giờ lấy cái trụ luôn nhá. Nhưng mà ủa. Ôi giết được Violet. Nhưng mà tem mình chết hết à. Tuyệt vời đấy. Trời bây giờ mình mới để ý các bạn ơi. Là tem mình đường mid với lại đường top hơi thọt nha. Bị canh hơi nhiều ấy. Rồi nó chết rồi đó. Hình như là ở đường trên Violet phế quá nên là bạn Gyuru quyết định là bỏ lane để hỗ trợ ở đường dưới với lại đường top luôn các bạn ạ. Cũng hay đấy. Rồi sao AD tem tôi rồi. AD đi chuyển thủ dưới nhưng không ai kìa, đen chưa. Trời khó. Thế trận này mid với lại top tem mình đầu game bị thọt quá các bạn ạ. Bạn Murat đang không nằm luôn đấy. Ê nhưng không sao nha. Ít nhất là bây giờ AD, bây giờ nó thẳng ra là Vedet với lại đường bọt ấy là tụi mình đang rất là khỏe ấy. Thế nên là mặc dù là Murat với lại Lilia thọt combat 5 năm thì vẫn chưa biết ai thắng ai thua đâu. Đúng không? Mình bảo được mà. Đấy, thấy chưa? Vẫn chưa biết ai thắng ai thua đâu các bạn ơi. Trời ơi. Mình hơi chủ quan. Ê thôi xong rồi. Hai. Nói chung là Murat 05 là không phải là người ta không biết chơi các bạn ạ. Vừa nãy bị ganh nhiều thôi. Chứ mình thấy là kỹ năng ổn áp đấy. Nhơn. Dễ dàng được mình bạn. Mình dụ cả đấy. Đi. Hay thiểu báo cáo trồn này. Từ từ. Ui tóc biến không dính đứa nào cả. Vãi thật. Phá trụ đi. Không cần phá luôn. Mình sẽ đứng đây mình phá nhá. Mình phải đứng đây mình phá để không cho năng rốt vào các bạn ơi. Năng rốt nó vào nó lại cướp được con Shiya nó mệt đấy. Lại đứng đây rình nhá. Ồ nó biết. Ồ chơi đâu nào. Chơi đâu nào. Ôi thằng này.
Đó, một pha dụ thành công của mình này các bạn, mình bảo mà. Thế bạn muốn chơi thì cứ chơi thôi, cứ nhào vô mà đánh thôi, đâu có gì phải sợ đâu. Rồi, win luôn rồi. Không hiểu sao cái pha cuối cùng này ấy, mình lao vô mình đánh như nhây ấy, thế bạn từng người lao ra muốn nằm nha. Thì thôi, mình xin nhẹ cái trận đấu này vậy, tuyệt vời. Ê mà hình như là mình thua nhiều quá nên bây giờ mình cộng rất là ít nhá. Một trận mình cộng được có 8 mấy điểm với lại 8 mấy các bạn ạ. Nếu như mà ở sang trận tiếp theo ấy mà mình cộng được như này tiếp ấy, chắc là mình nghỉ các bạn ạ, chứ mình thấy cũng hơi no hop rồi đấy. Được rồi, và cùng đến với trận đấu tiếp theo. Thì trận này là mình cộng à đâu, mình gặp team mình cũng khá là tin tưởng đấy. Từ nãy giờ ấy, đây là lần đầu tiên mà mình gặp team có tận 3 ông cục top luôn và 2 ông cục tím, đó chính là Mướn Gang với lại Gian luôn các bạn ạ. Chào từ từ rồi, tầm này có Quýt với lại Oma thì có gì phải sợ đúng không? Mình cứ lướt lên mình chơi thôi các bạn ạ. Từ từ. Lướt cái nhẹ. Ui, ui. Nhưng không sao, mình là SP mà. 1 đổi 2, lời. Ê, hình như là bạn Gian này đang muốn vào chơi thì phải. Trời, 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 nhưng mà vào hơi sâu. Vào hơi sâu nhưng mà có team. Bắn đi bạn, mình hỗ trợ cho. Bắn thoải mái. Ô ma chóa không sao đâu. Ô ma chóa không sao đâu, mình về được. Mình bảo đấy mà, mình về được. Từ nhá, mình mình tưởng anh ta về rồi, chưa về thì mình chạy. Trời, tóc biến luôn, thôi không sao. Nhưng mà chắc tại mình ăn được mà đúng không? Được không? Đấy, đấy, cục tím nó phải thế chứ, phải thể hiện kỹ năng các bạn ạ. Đó. Cục tím là phải như này các bạn ơi. Đó, thể hiện mình là top one champ ấy, thấy không? Hai ông đứng đầu luôn mà. Rồi, mình sẽ chấp trụ pha này nhá. Đây là thứ mình cần các bạn ạ. Thấy chưa? Mấy người rank cao người ta thế đấy, mình chấp trụ cái là Gian biết luôn, Gian vào Gian chấp trụ các bạn ạ. Gian vào chơi liền, băng trụ liền. Lướt lên cái, đánh cái. Trời ơi, đi lên trên hỗ trợ cho Scoot thì hai chân tay bị bắt các bạn ạ, đen chưa? Ôi vãi, nó tốc biến đúng không? Hình như anh ta vừa tốc biến thì phải, biết được không? Thề con Gian đáng mạnh được gặp top nữa. Vai tem, ôi ghê nhở, ghê nhở, ghê nhở. Ghê đó. Uầy, tem bạn combo đẹp đấy, nhưng mà bởi vì là bị phế quá nên là không đủ đam để giết được hết tụi mình nhá. Ghê đó, đừng tưởng mình không dám ở lại chơi, mình khỏe lắm, mình cân luôn còn được. Ba người hơi ít đấy. Ba người đúng, đùa. Ồ, anh giết được cả đều này. Rồi ok, tuyệt vời. Ơ, mình nghĩ là bây giờ là khả năng cao là win cầm tay rồi đó. Từ xanh thì xanh nhưng mà đừng ảo tưởng nha, đánh từ từ thôi các bạn ơi. Xanh thì xanh nhưng mà đánh từ từ nha, đứng hổ báo. Nó gỡ lại là nó xanh lại là khỏe đấy, không đùa được đâu. Chơi không? Anh về rồi. Ê! Bạn muốn chơi? Bạn muốn chơi? Đi! Bạn dám nhận... Ê, mình chạy về được. Anh cay, thì cay lắm. Vai trưởng thật, sau khi mà mình về xong thì giờ Flash vẫn lì, vẫn cố gắng giết mình các bạn ơi. Nhưng mà sau khi mà mình chết xong ấy, thì đương nhiên cái giá phải trả của tem bạn gì, đó chính là tem bạn đi hết luôn. Mình vừa hồi sinh lại thì tem mình cũng lên tới tận trụ chính với tem bạn dạo chơi một tí rồi cuối cùng win luôn. Đó, mình bảo rồi, ở ngay đầu game ấy là mình thấy top cục tím Mướn Gang với lại cục tím Gian thì mình thấy là trận này kiểu gì cũng win rồi. Ok, tuyệt vời. Nhưng mà khá là đen, trận này mình chỉ cộng được 72 điểm các bạn ạ. Vậy là mình chỉ lên được 6678 điểm, 72 điểm phải nói là cực kỳ ít thôi đấy chứ không có nhiều đâu. Vậy đây chắc chắn rồi, mình sẽ xin kết thúc đó chính là một đêm đấu đỉnh cao của mình tại đây các bạn ơi. Bởi vì là nếu như mà mình chơi tiếp thì chắc chắn là mình chỉ cộng được 80 mấy và 70 mấy điểm như các bạn có thể nhìn thấy ở đấy. Nhưng mà thật sự
Nếu mà cộng được từng đấy ấy, thì mình phải chơi thêm phải mấy chục trận nữa không? Phải nói là mười mấy trận nữa mình mới lên được nha. Bởi vì hiện tại là mình đã lên được 6.600, là các bạn có thể thấy là mình còn 356 điểm nữa là mình sẽ lên được top 50. Nhưng mà thật sự là mình chỉ cộng được 70 điểm thôi. Nếu mà 356 điểm đấy mà một trận mà chỉ được 70 điểm, 80 mấy điểm thì mình phải chơi đâu đó là phải tầm 8 trận đúng không? 8, 7, 3, 6 là mình phải chơi tầm, nói chung là phải hơn 10 trận đấy đúng không? Mình phải chơi là phải gần 10 trận hay là 8, 9 trận đấy. Cũng rất là nhiều chứ không phải ít đâu. Thế nên là mình sẽ quyết định là nghỉ tại đây các bạn ạ. Chứ cộng được từ này thì ít lắm. Nếu như mà nó mà cộng tầm 100 điểm ấy thì mình sẽ chơi tiếp. Chứ bây giờ toàn cộng 70 mấy, 80 mấy điểm thì biết khi nào nó mới lên đúng không? Không sao, mặc dù không lọt được top 50 nhưng mà hôm nay vẫn là một cái thành công của mình. Bởi vì là mình đã lên được tận lên thêm hơn 400 điểm nha. Từ 6.278 thì mình đã lên được 6.678, là mình đã lên được 400 điểm. Mình được cộng hơn 400 điểm nha các bạn. Và đương nhiên cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video này. Và nếu như mà các bạn yêu thích cái series đỉnh cao này thì đừng quên để mình, đó chính là một cái like nhá. Và mình lại tiếp tục kiếm thêm những cái nick như này tiếp để cho các bạn cùng xem. Đó, nhớ cho mình một cái like nhá. Còn thì bây giờ hẹn các bạn ở những cái series một đêm đấu đỉnh cao của mình ở những cái phần tiếp theo nhá.